của anh 20 ha. Anh có phải là chủ quán cà phê này, kim nhà trọ này không? Đúng, tôi. Anh cứ làm như bình thường đi, đừng để ai chú ý tới mình hết. Tôi cần tìm một người. Anh cần tìm một người. Ê, đừng. Anh lại. Cái gì tôi ngứa con gái mà lại cái gì? Em tưởng anh rút vũ khí. Vũ khí gì không? Gì vậy? Có, tại vì em định nói là ở cái khu này hả? Người thuê trọ đây người ta hiền lành chất phác lắm, không có ai là cái đối tượng mà xấu của xã hội hết anh. Đúng rồi, đối tượng xấu của xã hội. Tôi nói cho anh biết, theo nguồn tin bí mật của tôi thì anh ta đang ở trong chính căn nhà trọ này. Không có. Em khẳng định với anh là trong căn nhà này là không có những cái thành phần như vậy. Khẳng định. Nhiều khi anh cái thông tin của anh đó nó bị sai á, giống như cái anh tưởng là trong căn phòng trọ này, nhưng mà thực ra là phòng trọ kế bên á. Không phải vô này. Anh yên tâm đi, đừng có lo. Tôi là phe ta, không phải phe địch. Tôi cùng hội cùng thuyền với lại Hoàng Minh. Ủa, vậy là anh tìm Hoàng Minh? Đúng rồi. Trời đất ơi, không nói sớm. Cùng hội cùng thuyền Hoàng Minh. Đúng rồi. Anh nói đi ra ngoài từ sớm rồi. Nhiều khi tối nó mới về. Thôi nó ngồi đây chơi. Không, nếu mà anh đi rồi thì nó anh về á tìm. Thôi, ngồi xuống. Không có, nếu mà không, bây giờ vậy nè, nếu mà tôi đi về cái lát chừng nào mà anh Hoàng Minh về á, anh kêu liên lạc với tôi. Tôi là Phú. À, liên lạc với Phú phải không? Đúng rồi. Trời, chuyện nhỏ. Rồi, vậy nha. Nghe. Gì? Sẵn Minh nó về, cho tôi gia nhập hội luôn nha. Gia nhập hội hả? Ừ. Cùng hội. Không lẽ anh cũng bị... Hả? Nói nghe. Bây giờ nhìn giờ có thể nó hơi sồ sệ chút xíu. Nhưng mà hồi xưa xin lỗi nha. Sáu mươi đàng hoàng nha. Hot boy một thời, ăn chơi là nức tiếng nhất cái Sài Gòn này luôn. Thì ra anh cũng bị nhiễm HIV rồi. Cái gì? Tôi là tư vấn viên. Tôi sẽ giúp anh là Hoàng Minh bảo đảm bí mật. Tư vấn viên? Đúng vậy. Như vậy có nghĩa là thằng Hoàng Minh đã bị HIV hả? Cái gì? Anh vừa nói gì vậy? Anh vừa nói cái gì? Anh không có nói. Thằng này nó nói nè. Rõ ràng là tôi nghe liên quan tới gia đình tôi mà. Anh nói gì? Ai bị nhiễm HIV hả? Hoàng Minh bị nhiễm HIV. Ê, đi. Nói gì vậy? Không có. Bình tĩnh. Có hại cho đứa bé, có hại cho đứa bé. Mình bình tĩnh. Trong cái chuyện này nó chưa được rõ ràng. Em phải tin chồng em chứ. Làm sao nó có thể bị nhiễm HIV trong khi nó đang rất khỏe mạnh? Đúng không? Rõ ràng. Nhưng không thể nào. Tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng Minh. Anh Hoàng Minh không thể nào bị nhiễm HIV được. Đúng rồi, ai nói bị nhiễm HIV? Ủa, nói gì hồi nãy ông mới nói với tôi Hoàng Minh bị nhiễm HIV mà. Ủa, tôi có nói không? Anh nói với ai? Ủa, tôi nói hả? Anh nói sao tôi biết? Ê, bây giờ bình tĩnh nè, bây giờ dù cho Hoàng Minh có bị nhiễm HIV nhưng mà đừng có nói là tôi nói nha. Anh vừa mới nói đó. Bây giờ nói là đừng có nói với ai là tôi nói Hoàng Minh bị HIV nghe chưa? Nói ra tôi bị đuổi việc đó. Rồi chừng nào ông về kiếm liên lạc với tôi tin Phú nha. Bình tĩnh nha chị. Dạ. Tôi đi trước nha. Anh ơi, Tú ơi, Phú vừa nói là Hoàng Minh bị nhiễm HIV. Vậy là tiêu rồi. Vậy tôi nói cô nghe này, cô bình tĩnh đi. Chồng cô lỡ bị như vậy rồi, bây giờ này ảnh về là cô kêu anh gọi cho tôi liền. Thôi, thật sự là tôi không nghĩ là mọi chuyện nó nghiêm trọng tới mức như vậy. Thôi được rồi, anh nha. Anh về đi, có gì rồi tôi sẽ chủ động liên lạc với anh. Đâu có được. Bạn tôi tới rồi, anh đi. Không được, tôi phải đợi chồng cô về tôi tư vấn mới được. Anh ơi, chà. Cô hẹn tôi ra đây mà cũng tranh thủ kiếm một ít trai chứ hả? Đổi gu rồi hả? Thích thịt kho hộp dịch à? Cô đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Anh này là bạn của anh Minh, không có liên quan gì với tôi hết trơn á.
Ủa rồi rồi giờ này cô còn tâm trí để mà gặp bạn nữa hả? Anh đi về giùm tôi. Không đi. Có được, tôi nói anh rồi. Đi về giùm tôi đi. Không có được, cô biết sao không? Bây giờ á là nếu mà không mà thông báo sớm á là chồng cô chết á. Anh nói cái gì tầm bậy vậy? Tôi nói là thôi được rồi, tôi biết chuyện rồi, nhưng mà anh đừng, tôi xin anh luôn á, anh đừng có tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Đặt đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai ngoài tôi với anh biết thôi, đừng nói, kể cả anh Minh. Nó quan trọng lắm anh hiểu không? Tôi xin anh, tôi xin anh. Ông. Xí luôn. Cái gì có anh Minh à? À anh đứng lại. Gì? Anh Minh bị bệnh gì? Không có nói được đâu. Hả? Bây giờ cái bệnh này là nó, nếu mà tôi nói thiệt là nếu mà tôi không tư vấn cho Hoàng Minh á, mà tôi còn phải tư vấn cho cổ nữa. Mà cái bệnh này ghê nhất là nó lây qua ba đường truyền nhiễm. Lấy sida. Cái gì? Cái này cô nói tôi không có nói nghe. Trời vẫn hoài là ba đường lấy sida. Trời ơi, tôi nói là tôi xin anh đừng nói rồi mà. Tôi đâu có nói đâu. Anh ơi, anh làm ơn anh nói lại rõ ràng giùm tôi luôn là anh Hoàng Minh anh bị ung thư đi. Bây giờ anh nói là anh Hoàng Minh bị não teo đi. Mẹ luôn. Bây giờ anh làm ơn anh nói giùm tôi là anh Hoàng Minh anh không bị sida đi. Không phải luôn. Hoàng Minh bị sida. Cái này tôi không có nói nha. Thôi giờ tôi đi trước nghe chứ. Chứ lát hồi rồi ở đây có chuyện nữa. Ê chừng nào chồng cô về kêu gọi cho tôi liền nghe. Đi à. Trời ơi, sida mà còn sống pha đi tán gái. Bình Minh đâu? Ra đây, Vũ ra đây. Minh, chị Bình ơi, Minh. Chị ơi. Chị, ở đây chỉ có Hoàng Minh thôi chứ không có Bình Minh nào hết á. Bây giờ tôi đói quá. Hoàng cô Minh bình à. Tĩnh, ngồi xuống. Cô phải hết sức bình tĩnh, có cái gì mà cô phải rần rần như vậy? Người mất bình tĩnh là tôi nè. Đây, uống ly nước đi cho nó bình tĩnh lại nha. Đây. Trời ơi, Cindy. Em tới đây làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh. Vậy là sao? Ủa, vợ? Cổ không có tự động tới đây. Em là người đưa cổ tới đây. Ủa? Nói vậy là vợ mời cổ tới đây hả? Em là người đưa cổ tới đây. Vậy là cuối cùng là vợ đã chấp nhận cho Cindy làm vợ của anh luôn đúng không? Ai da. Trời ơi. Tại sao anh có thể trơ trạng tới mức như vậy chứ? Anh đừng có tưởng. Anh nghĩ làm sao vậy hả? Đó, đáng lẽ là ba mặt một lời nhưng mà thôi. Hai mặt một lời, hai người giải quyết nhau đi. Ủa, vợ? Em đứng lại đây. Hoàng Minh, tôi không ngờ anh là một người trơ trạng như vậy. Anh là một người đếm ná giấu tay. À không, bây giờ anh không ném đá nữa. Anh ném nguyên cái cục sida vô người của tôi. Giỡn hoài em. Trời ơi, mấy cái đó không giỡn được đâu nha. Cái căn bệnh nó rất là nguy hiểm, không phải giỡn được đâu nha. Không giỡn. Nhưng mà hả, chính tôi mắt thấy tai nghe. Tôi đã nghe lén được cái thằng tư vấn viên. Nó nói là anh bị sida. Ấy ơi. Nhiều khi là hiểu lầm thôi. Vì tôi cũng sợ là nó bị sida, cho nên tôi mới bắt một bực nó phải đi khám bác sĩ, đi làm xét nghiệm máu đàng hoàng. Đây nè. Đâu? Đó, đây nè, cái tờ đó đó. Đó, coi đi. Đâu? Mỡ trong máu cao, đề nghị cần ăn kiêng giảm mỡ. Ở đây. Xin lỗi, lộn, tờ đó của tôi. Mỡ trong máu. Giờ này còn giỡn được nữa hả? Tờ này mới đúng. Đâu? Giấy xét nghiệm kết quả âm tính. Đó. Thấy không? Nó đâu có bị sida đâu. Coi cho kỹ vô. Nè, có cái mộc nè. Ừ. Bác sĩ nè. Bác sĩ kia đó. Vậy là thật nè. Thật đó. Đúng rồi. Đâu có bị sida. Không bị. Thì đó, ngay lúc đầu thấy chưa, lúc mà em tới đây là em không tin rồi. Em tới đây thiệt là em hả, em gặp anh Minh là hả, em biết là anh không bị sida vậy mà thằng tư vấn viên nó tráo trở. Mấy cái thằng mập mập không làm tư vấn viên được. Anh biết không? Anh Minh, anh coi coi nè. Trời ơi, năm dấu tay vợ anh đánh anh kìa, thấy không? Đánh gì đâu mà ác quá, cái tay này là độc lắm nè. Trời ơi, có sao không? Trời ơi, thiệt vợ anh đánh gì đâu mà thiệt tình. Không có đâu cô, vợ của tôi đánh bên này, còn bên này cô đánh nè. Cô mới vừa tát cái chát đâu nè. Không có anh Minh, em nói thiệt em là em thương anh thiệt tình, em đâu có tin mấy cái chuyện cái đó đâu. Cô nói cái gì? Cô nói cô thương tôi hả? Đúng, em thương anh mà. Cô thương tôi hay là cô thương cái bản thân của cô? Hả? Còn bây giờ á, tôi không cần cô yêu thương gì nữa hết á. Cô hãy mau mau rời khỏi cái chỗ này đi, trả lại cái sự bình yên cho gia đình của tôi. Vậy thôi.
Không anh ơi, em hồi hộp dịch lộn còn lộn nữa mà anh, đúng không? Thôi được rồi, bây giờ em biết anh đang nóng giận, nhưng mà anh yên tâm đi, ngày mai em sẽ lại tìm đến. Cái mặt em dày dữ lắm, anh không có thoát khỏi em đâu. Về nha Minh. Qua đây, bếp xếp, bếp xếp. Tú, hên cho tao quá mày. Phải gọi là tao cực kỳ may mắn luôn đó. Cũng may là nhờ ông tư vấn viên này mà tao mới biết rõ được bộ mặt của Cindy đó. Tao phải tìm ông tư vấn viên đó để cảm ơn nó một tiếng mới được. Cảm ơn tư vấn viên làm gì? Người anh phải cảm ơn là em đây nè. Vậy nói về nghĩa là sao vậy? Thì tất cả những cái câu chuyện xảy ra từ trước tới bây giờ về cái vấn đề, cái căn bệnh của anh là một tay em sắp xếp hết. Ủa, nói như vậy là không có tư vấn viên nào hết trơn á. Cái người mà mập mập và tự nhận mình tư vấn viên á là bạn của em. Em nhờ tới đây á để em hù dọa Cindy rồi hù dọa anh để cho anh sáng mắt ra. Đó, thấy chưa? Mới nghe anh bệnh thôi đã đối xử với anh như vậy. Hên là bệnh giả thôi đó. Còn mình thiệt thì sao nữa, hả? Thôi mà em, đừng có giận anh nữa. Tất cả là lỗi của anh mà. Đánh anh đi. Đi. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có, nào thì cha xét như trong căn nhà này mà. Không có tại cái địa điểm này, chừng bao giờ nó mới dừng chồng xảy ra đây nha. Thôi mà em bớt giận đi em. Con tội nghiệp con anh mà. Em giận cái là ảnh hưởng tới con của anh nữa. Nguyên số của nó và vợ tương lai của nó chưa tận. Hai đứa yêu nhau thấm thiết nhưng cũng